Em sẽ test thử cái bản DJ với cả cặp loa Canon MV7D này cho anh em nhé. Rất nhiều anh em muốn nghe thử một cặp loa 1100W. 1100W cho đôi loa này. Xong cấu hình của nó là tận 4 bass 30. Nghe DJ xem nó như nào nhé. Và cái clip này thì gửi đến anh em là nhìn nó đồ sộ này thôi, nhưng mà với những anh em mà dân dùng mà nhà mà có không gian mà kê được đôi này thì chơi. Đương nhiên cặp này nó không phải là cặp loa hội trường, nó vẫn là cặp loa gia đình thôi. Nhưng mà bởi vì là công suất nó lớn, công suất chịu đòn nó lớn, và người ta hướng đến những cái nhà có không gian rộng, cho nên người ta thiết kế những cặp loa này. Thậm chí là cái nút này người ta còn thiết kế những cái cặp loa mà nó tính 8 bát 30 thôi. Cặp này là cặp 4 bát 30. Đấy. MV nhá, model là MV7D. Đấy. Mỗi loa nó sẽ là một chiếc như này. Nó hơi hình vuông. Bề ngang cái này khoảng tầm độ trên dưới 70 cm, chiều cao cũng tầm tầm đấy nhá. Sở hữu 2 bát 30, 2 bát thật luôn. Chung kèn rất là lớn nhá, chung kèn gang họng cực kỳ lớn, hơn 30 cm. Tép này nữa. Đấy. Công suất chịu đòn của mỗi chiếc là 550W, tổng vị trí là 1100W. Đấy. Với cái công suất chịu đòn như vậy thì anh em hoàn toàn có thể dùng những cái dòng âm ly gia đình. Đấy. Hoặc là dùng những cục đẩy là đều chơi được. Điển hình hôm nay em sẽ test cho anh em với em Sansui D707XK, công suất có 320W thôi nhé. Để anh em thấy được là cái cặp loa này nó đánh cái chất bass là như nào. Đấy. Với cái tầm tiền ngân sách rất là rẻ, rất là bình dân, rất là nhiều anh em có thể tiếp cận được cặp loa này. Đấy. Anh em có tai phone thì đeo vào, em sẽ mở một cái bài mà tiếng bass nó rất là nặng bass nhé, anh em cùng nghe nhé. Give me.